Như vậy là tựa game Tây Du Béo đã chính thức ra mắt phiên bản mobile rồi anh em ơi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhập gift code cũng như là trải nghiệm game anh em nhá. Trước khi bắt đầu hành trình tiêu diệt yêu quái thì chúng ta hãy đi nhập ngay hai cái gift code này nha anh em ơi. Đầu tiên click vào avatar nhân vật này, sau đấy anh em vào thiết lập hệ thống này. Ở đây có phần gift code này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhập nhá. Code đầu tiên là Tây Du Béo anh em nhá. Đồng ý luôn, xem được cái gì nào. Ui da, 20 mảnh tướng đỏ này, Thỉnh Thân Phù. Ôi ngon. Được đấy. Nguyễn Bảo là 688 luôn. Được của nó anh em ơi. Code thứ hai là Tây Du Béo follow Facebook 10. Ok, xin luôn xem được cái gì nào. Ôi Dương Su này, có Nguyên Bảo 188. Ui, code lúc này nó ngon hơn anh em ạ. Hiện tại thì mình thấy có hai cái gift code tân thủ thôi. Nếu như sau này mà có thêm code mới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em nhá. Đâu để mình check qua túi xem nào. Nhập code xong là được những cái gì đấy. 20 mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên mở xem như thế nào đây. Ok là mắc ping luôn. Dùng luôn nha. Ui ôi, nhiều mảnh lắm nhưng mà bởi vì nó ngẫu nhiên thế cho nên là mỗi âm tướng nó 1-2 mảnh thôi anh em ạ. Nó dần dần tích lũy thôi, biết làm sao bây giờ. Túi phúc kim đơn này, mở ra được cái gì đấy. Ui à, 400 kim đơn. Ok, Dương Su mở luôn anh em nhá. Mở luôn, mở luôn. Rồi, và mình có 10 cái vé chiêu mộ đúng không. Ui, thế đi thỉnh thần luôn như cần cái gì nữa. Bỏ qua hiệu ứng luôn anh em nhá. 10 lần chắc chắn nhận tướng đỏ này. Wow, hồi hộp quá anh em ơi. Không biết là anh em nhận được tướng gì đây. Để mình xem nào. Đúng ơi, Nacha. Ai xì bà. Em không cho ra tung ở không nhỉ. Nhưng mà Nacha cũng được cái chứ. Để mình xem Nacha là tướng gì anh em nhá. Check qua tí xem nào. Tướng nè. Đâu, Nacha của mình á. Nacha. Thích khách. Ai xì bà, nghe vẻ là một vị tướng liên quan đến tấn công đấy. May quá. Lần đầu tiên nó mới cho ra vị tướng hỗ trợ là phòng thủ thì ối rồi luôn. Nhưng mà cái này vẫn là ngon rồi. Hỗn thế ma vương xem nào. Gây sát thương cho hàng có nhiều kẻ địch nhất. Ồ, được này. Mỗi kẻ địch bằng 170% tấn công của Nacha. Thêm 2 tầng thiêu đốt, hợp lý luôn. Thiêu đốt là cái gì? Thiêu đốt là mỗi hiệp bắt đầu sát thương người ra trong mục tiêu khấu trừ 20% đòn tấn công của người thi triển. Rồi, tiếp theo skill bị động thứ hai là gì đây? Kỹ năng cơ bản này, đánh thường chuyển thành tấn công mục tiêu có HP thấp nhất. Ồ, hợp lý này. Được anh em ơi. 40% thiêu đốt cho mục tiêu nha. Ok. Tấn công tăng 40%, HP tăng thêm 20%. Wow, amazing. Khi HP lần đầu thấp hơn 50% vào trạng thái ma hóa. Ồ, chẳng lẽ nào lại biến hình? Không biết là có biến hình không nhỉ? Hóa tất cả hiệu ứng bất lợi, nhận 100 điểm nộ khí, bản thân hồi phục tối đa 10% HP, bản thân tăng 30% tấn công, 10% bạo kích trong thời gian ma hóa, kỹ năng nộ không tốn nộ khí. Ơi ảo nhở. Được cái đấy, mình tăng luôn anh em ơi. Anh em lưu ý này, chúng ta cứ nâng nhân vật chính một phát, sau đấy lại quay trở lại để nâng Nacha một phát nha anh em. À, đừng có mà nâng một phát vào tất cả nhân vật chính xong đến lúc quay lại Nacha nhân vật chính lại đã có gì mà nâng thì ối rồi luôn. 8, 9, 9, 100. Đấy, tương tự như thế này. Ê, có bot à? Bot tuổi gì? 100 luôn. Tiến cấp luôn này. Hiện tại ở giai đoạn đầu thì cái mẹo để cho chúng ta chơi khỏe là all in vào một em tướng đỏ đầu tiên cái đã nha anh em. Sau này có thêm nhiều tài nguyên hơn thì chúng ta sẽ dần dần nâng cấp sang em thứ hai, thứ ba sau. Kích hoạt đồ giám anh em ơi. Tích lũy điểm để mở dương. Trong dương thì cũng sẽ có tướng. Hợp lý, hợp lý. Rồi, 9 điểm. Ơ, còn đâu nữa nhỉ? Đây, 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 đây. Nói chung là tướng phẩm chất càng cao thì chúng ta mở được càng nhiều điểm. Tướng đỏ được 3 điểm liền. Ừ, tướng cam được 2 điểm thôi. Tướng tím thì cũng 1 điểm anh em nhá. Đây này, mình tích lũy được cái holo này là hợp lý này anh em này. Bây giờ mình cũng sẽ mở luôn nhá. Mở 10 holo này. Mở thêm 10 phát nữa đi. Còn bao nhiêu holo nữa? Hết. Cái holo chuyển sang holo lam đi. 5 holo lam. Chưa thấy có tướng nha. Hai cái holo này là vẫn chưa thấy tướng này. À đây rồi, có holo tím rồi. Tiếp tục mở holo lam. Ô, có vị tướng tím này. Ui, có holo cam luôn này. Từ từ, để mình mở theo thứ tự cái đã, để xem mở cái này được tích lũy điểm không. Có này. Tiếp tục này. Ui, ô ngộ không. What, mở holo tím ra luôn ngộ không. Ảo thật đấy. Ngon anh em ơi. Được nhà. Ui dù mình xin luôn. Tuyệt vời quá nhỉ. Ui trời, thôi mỗi tội là hết mất tài nguyên rồi. Vừa nâng cấp cho Nacha xong thì mở ra tung ngộ không. Ảo thật đấy. À đây, quy thừa tướng à. Đây là một vị tướng phòng thủ cũng được. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Rồi tiếp tục là mình sẽ kế thừa anh em nhá. Hai vị tướng tím này mình có thể là kế thừa cho Tôn Ngộ Không. Đây. U là trời. Được nhá. Hợp lý luôn. Hàng Long á, kế thừa luôn cho cái vị tướng quy thừa tướng đâu nhỉ. Đây 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 đây. Cho vào luôn anh em ơi. Ok, quay trở lại đội hình để mình xem Tôn Ngộ Không nâng cấp thêm tí nhá. Đi chiến đấu thử xem như thế nào nhá. Rồi, chúng ta đã mở ra tính năng giúp 1000 lần miễn phí. À, có vượt ải luôn này. Nhưng mà phải ải trình tuyến 50 thì mới được nhận cơ. Nhưng mà cứ mở dần được anh em ạ. Không sao. Ủa, Tử Hà tiên tử. Tiếp tục. Ủa, ai đấy? Phi Liêm à? Ôi ôi, anh Liêm, anh Liêm.
Tướng gì đây? Lữ Động Tân. Không thấy chứ bắt giới Sa Ngộ Tịnh các thứ đâu nhỉ? Kẻ ải thôi anh em ơi, 31 rồi nè. Ô có AFK này. Ô nhưng mà mới được có 3 phút thôi anh em ạ. À đây là cái thời gian nó đếm ngược. Trời ơi, đếm ngược đầy 4 tiếng nha anh em. Thì bây giờ mình đã offline được 3 tiếng có thể nhận được rồi này. Nhưng mà thôi, chờ tầm vài tiếng nhận một thẻ cho nó nhiều tài nguyên anh em nhé. Check qua nhiệm vụ tí anh em ơi, xem có gì nào. Đăng nhập này, Thỉnh Thần này. Ơ mồ hồ lộ 3 lần cũng nhận được luôn này. Ô có viên đá gì đấy? Viên đá Hàn Thiết. Dùng làm gì thì mình chưa biết, tí nữa tính tiếp anh em ơi. Kim Nguyên Bảo nè. Ui con luôn. Anh tựu nhận được khá Kim Nguyên Bảo anh em nhá. Rồi thì luôn nè. Nguyên Bảo và cá chép. Ôi may quá, đang bị thiếu cá chép anh em ạ. Lúc nãy mình check là đâu đó còn 2 phút nữa thì hết cái tự động cá chép. Thì vào đây có cái dương này cái lại mở luôn ra anh em ơi. Thế tự động nhấp luôn nhỉ. Đặc sắc này, để mình xem đặc sắc có cái gì nha. Ui dồi, quà này cái gì mà tận 1.000 Kim Nguyên Bảo nhỉ. 374.000 xu. Khó nghĩ này. Cái này cứ phải từ từ anh em ạ. Ơi check qua quà đăng nhập 7 ngày cái đã có 10 cái hồ lô luôn. Được chưa? Phúc lợi. Check qua một tí xem nào. Lại tiếp tục là 100 cái Hàn Thiết này. Điểm danh phát. Đặc quyền. Đặc quyền có cái gì đây? Thẻ phúc lợi. Nhận luôn. À lại có thêm một cái chép nữa anh em ơi. Tiếp tục hoạt động. Ô có nhận 5 vé chiêu mộ miễn phí này. Nhìn luôn. Qua hồ lô xem như thế nào. Ồ 10 hồ lô lam luôn này. Ồ được đấy. Ôi 33 cái hồ lô rồi mình phải mở luôn anh em ơi. Lúc nãy mở đâu đấy có 20 cái mà đã ra tướng ngon rồi. Tím này. Thêm 8 lần nữa đi. Uầy, không biết là anh em nào mở hồ lô ra tôn ngộ không như mình không nhở. Tự tin là mình mở được ngộ không ở trong này luôn. Thêm một em nữa là Ngọc Thố nhưng mà chỉ là tướng cam thôi. Ở đây thì mình nghĩ là nên chơi tướng đỏ thì hợp lý hơn. Đây 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 đây, đây anh em ơi. Bưng khuôn này. Trời ơi Lý Nguyên Soái. Ui dồi ôi, nó vẫn là tướng tím anh em ạ. Cái thế nhở. Tưởng là tướng đỏ cơ. Ôi lại, lại có thêm một cái holocam nữa anh em ơi. Tiếp tục nha. Tỏ đi. Tướng cam thôi anh em ạ. Chứng tỏ lúc nãy mình phải nhân phẩm lắm mới mở holo tím ra luôn tôn ngộ không anh em ạ. Ồ holo đỏ. Và Bất Động Minh Vương. Đi đánh đấm mà lại còn đứng bất động gì. Làm ăn được cái trò chống gì cho đời đây. Mở đồ giám thêm anh em ơi. Đấy, mấy vị tướng đỏ này là mình có thêm điểm ngay. Rồi, chuẩn bị lụm dương anh em. Lụm dương, lụm dương. À, nếu như mà chúng ta có thêm tướng nha thì nó sẽ nâng sao lên đây thì vẫn vào nhận điểm được tiếp anh em ạ. À, hợp lý này. 200 Kim Nguyên Bảo để mình xem trong dương tiếp theo. Ô, ở đây mình không xem trước được những cái dương này có phần thưởng là gì nhỉ? Hay là chỉ có Nguyên Kim Nguyên Bảo thôi ta? Mình nghĩ là nếu như mà những cái dương khác nhau thì sau này sẽ có mạnh tướng là cái gì đấy nó hợp lý nhỉ? Đâu nhỉ? Mình vừa lấy được em Bất Động Minh Vương đúng không? Thế thay thế điện mẫu à? Điện mẫu là hỗ trợ này. Ở đây mình thay thế em Bồ Tát này đi. Kế thừa bằng em Bất Động Minh Vương. Đồng ý luôn. Đấy, sau đấy là mình sẽ chuyển đổi vị trí cho Bất Động Minh Vương lên hàng đầu vì nó là tướng thủ mà. Khách ngộ không phải ra hàng sau chứ. Wow. Rồi, quay trở lại mình sẽ nâng cấp tí cho Bất Động Minh Vương lên luôn. Mới đủ tài nguyên lên được 121 giống như kiểu là tung không với cả Natcha hay không đây. Chăm. Lên luôn. Ồ, ngon này. Đây là đội hình của mình bây giờ cũng hòm mòm đấy anh em ơi. Đi vật ải phải gọi là ok luôn. Đấy, mình vật ải 43 rồi. Chuẩn bị đến ải 50 anh em nhớ. Và ải 50 chắc chắn là mình sẽ có thể là nhận được một trong số những vị tướng đỏ ở đây nữa. Lữ Động Tân Phi Liêm. Tử Hà Tiên Tử. Chắc là mình sẽ lựa chọn một vị tướng liên quan đến sát thương hoặc là hỗ trợ bởi vì là mình có hai em tướng phòng thủ rồi anh em ơi. Ấy xì bà anh em thấy không? Sau khi mình offline cho máy khoảng 5 phút vào phát là lên được 56 ải rồi này anh em ơi. Ôi rồi nhanh phết nhỉ. Và bây giờ mình đã nhận được luôn một cái tướng đỏ tí chọn ở trong cái phần rút 1.000 lần miễn phí anh em nhá. Chọn một trong ba nào. Ôi giời, khoan. Để mình vào mình ngâm cứu xem Lữ Động Tân là tướng gì đã. Đã. Lữ Động Tân thuộc phe lôi. À vai trò là chiến sĩ hả? Xem quả ulti tí xem như thế nào đây. Ngẫu nhiên đối với ba đơn vị của phe địch gây ra sát thương 150% tấn công. Thêm lôi phạt 2 tầng. À dựa vào 30% tổng sát thương. Thêm hộ thuẫn cho bản thân à. Tiếp tục là anh Liêm xem nào. Xem quả skill có leg hit không. Đối với mục tiêu phe địch có nhiều tầng mất HP gây ra sát thương bằng 360% tấn công. Thêm cho mục tiêu 2 tầng mất HP. Ảo thật đấy. Hiệu quả mất HP là bắt đầu mỗi lượt trừ 1 tầng và gây ra mục tiêu sát thương bằng 15% tấn công của người thi triển. À,
Cơ chế nó cũng na ná như kiểu là thiêu đốt nhỉ. Tử Hà tiên tử cũng chiến sĩ luôn này, tấn công toàn phe địch gây sát thương 125% tấn công, giải trừ một tầng hiệu quả có lợi của mục tiêu. À, em này cũng kiểu vừa đam vừa có tí hiệu ứng nhỉ. Hiệu quả có lợi là giúp cho bản thân tăng thuộc tính và tăng sát thương chiến đấu. Ừ, này cũng hay chứ, nếu như đánh toàn thể mục tiêu sau đấy là ngộ không của mình lại gõ thêm phát nữa, nghe vẻ là cũng hợp lý nhỉ. Đó, thế mình lấy thử Tử Hà tiên tử xem nào. Nhận luôn thì không cần phải nhắc. Rồi đây rồi, Tử Hà tiên tử luôn anh em nhá. Đồng ý luôn này. À đúng rồi, nó vẫn là thuộc trong cái 10 lần x 10 kia thì mình vẫn sẽ nhận thêm được tất cả những cái vị tướng tím như là tướng cam nha anh em ơi. Còn dùng để kích đồ giám là cũng được đấy. Đấy, sau khi mà nhận được tướng xong nha thì mình lại tiếp tục vào. Đấy, check đồ giám. Ui giời. Ok luôn. Thế là lại có thêm điểm nhưng mà không biết là có đủ để kích được cái dương này hay không. Ôi không đủ rồi, mới 17 trên 30 thôi. Nhưng hôm nay mình lại dòm thấy 28 cái hồ lô này. Bắt đầu là mở luôn này. Thêm 10 lần nữa này. Nốt một lần cuối cùng này. À đây này, ra vị tướng tím rồi đấy. Hồ lô lam. Ờ, lại thêm một vị tướng tím nữa kìa. Ồ, hai hồ lô lam và một hồ lô tím. Ồ, quy thừa tướng này. Ờ, thế là mình có thể nâng sao rồi đấy nhỉ. Lên luôn. Ui giời, tướng cam. Ừ, cũng được anh em ạ. Đây 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 đây, để mình check qua quy thừa tướng của mình phát. Hình như là được tăng sao này. Đấy, có tăng sao đúng không? Hả? À, mới được 5 mảnh à? Phải 10 mảnh mới tăng được sao anh em nhá. Tiếp tục là cày thôi anh em ơi. Ok, nếu như anh em nào bột kết thì có thể tải game về chơi cùng với mình nhá. Cái đường link thì mình có để luôn ở dưới phần mô tả ấy. Thì em có thể click vào phát là nó sẽ hiện ra cái giao diện trang chủ như thế này luôn. Nếu như anh em xài điện thoại thì cũng có thể quét luôn cái mã QR ở trên màn hình ấy. Còn nếu như anh em muốn chơi trên PC giống như mình ấy thì khi vào trang chủ rồi, anh em ấn tải file APK này là ok nhá. Hoặc nếu không cho nhanh thì anh em có thể ấn vào phần chơi ngay này. Chúng ta có thể chơi trên web mà. Đấy, đây giúp béo này. Chơi ngay luôn anh em. Nhưng mà anh em cần phải đăng nhập nhá. Ví dụ như mình dùng tài khoản Zing ID thì mình sẽ đăng nhập bằng Zing ID. Đấy, sau khi đăng nhập vào phát là chúng ta hoàn toàn có thể chơi trên web luôn.